BQ với thành phần đó là mancozeb và metalaxin, lưu dân mạnh, diệt và phòng trừ hiệu quả như xì mủ, thối rễ, đốm quả, thối quả, thán thư. Thán thư này, đấy. Nhưng mà vừa rồi là xịt thuốc là bây giờ cây cà nó cũng đang phục hồi này, một nửa nó cũng có phục hồi lại này. Đấy, như chẳng hạn như cây này nó bắt đầu nó phát đọt rồi này, chứ không xịt cái thuốc này vào là nó rụng lá và rụng trái luôn. Còn những cái cây mà chẳng hạn như là cây này ấy, là mình xịt được kịp trước thì cây cà tán nó rất là xanh mà có sức. Cháu nhìn thì cháu biết, nó cây nào hết bệnh là nó phát triển tốt mà cái màu lá nó cũng xanh mà nó dày này. Thấy nó phát triển cái đọt nó phát triển ra thì chú cũng cảm thấy mừng và cũng yên tâm. Khi nằm mai chiều này thì rất tốt hữu hiệu. Mà phun đến đâu đấy trông thấy cây xanh. Đố cháu tìm thấy cây nhà bà mà có cái lá nào mà đốm lá. Nên bà thấy là cái thuốc Kinh Bắc này là có hiệu lực và rất tốt. Nấm mét kiu đây, hai lần là thấy tịt không nứt thân không xì mủ nữa. Đây đây, nứt đi. Chạch. Lại từ đây mà xịt nó mãi mai hết luôn. Mình muỗi đen là cây đàn hương này. Đây. Cây đàn hương là mua của tiến sĩ Vũ Đức Thoại, viện coi như là nghiên cứu đàn hương. Đây nó là ngày xưa nó bị cái lấm muội mà đánh thằng bét kêu ra nó ra được cái này. Hết lấm muội luôn. Gọi là muội đen đấy. Mình xài cái xịt cả cây đàn hương. Đấy, mình nhà lông người thật việc thật ấy, mình phải thấy đỡ, mong bà con cứ dùng cái bét kêu này mà mua bét kêu mà xài. Các bác pha một gói BQ 200g với 200 đến 240 lít nước. Mình phun đều tán lá cây trồng. Mình có thể dùng được trên tất cả các loại cây trồng của nhà mình, từ cây công nghiệp, cây ăn quả, cây rau màu cho đến cây hoa màu. Bà con nhớ để lại số điện thoại, bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện và hỗ trợ nhà mình đặt hàng. Để nhận được ưu đãi khi mua hàng, các bác nhớ ấn vào đường link ở dưới đây nha.